Theo số liệu từ Ủy ban Nhân dân thành phố Thường An, trong quý 1 và quý 2 năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước thực hiện trên 134.000 tỷ đồng. Con số này đã tăng hơn 5,6% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 52,75% so với kế hoạch năm. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố ước đạt 43.930 tỷ đồng, tăng 10,24% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 47,23% so với kế hoạch năm. Để có những kết quả tích cực này, Thuận An đã tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó việc thường xuyên tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung cải cách hành chính, thành lập trung tâm hành chính công để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Thành phố Thuận An cũng đã tập trung chỉ đạo là tháo gỡ những cái khó khăn để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt là trong cái công tác đầu tư công. Hiện nay nhiều công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Thuận An đã được là triển khai là đảm bảo cho cái yêu cầu của nhà đầu tư, và đồng thời chúng tôi hiện nay cũng đang rà soát các thủ tục còn vướng mắc để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Nhiều các hoạt động về kinh tế xã hội cũng đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh về thực hiện cải cách hành chính cũng như là thực hiện chuyển đổi số. Chúng tôi đã thành lập được trung tâm phục vụ hành chính công để mà phục vụ tốt hơn cái nhu cầu hành chính của doanh nghiệp và người dân. Đây là công trình xây dựng trường tiểu học Vĩnh Phú, một trong những công trình được người dân địa phương mong mỏi. Việc đưa vào hoạt động của trường tiểu học này trong tháng 9 tới đây sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc học tập của con em công nhân lao động và người dân tại địa phương. Không chỉ là các công trình mang tính dân sinh được khẩn trương thi công, Thuận An cũng đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu chất lượng công trình và tập trung giải ngân, thanh, quyết toán khối lượng các công trình, nhất là công trình trọng điểm về thoát nước đô thị. Cùng với việc ổn định và phát triển kinh tế, Thuận An đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022, thành phố đã triển khai rất nhiều hoạt động chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội. Cùng với đó, thành phố đã kịp thời triển khai thực hiện các gói an sinh xã hội của Trung ương, của tỉnh, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thành phố Thuận An chúng tôi cũng đang tập trung quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ những cái khó khăn trong việc triển khai các gói chính sách an sinh xã hội theo nghị quyết 68 của Chính phủ cũng như là quyết định 08 của Thủ tướng. Tôi cho rằng là những cái nỗ lực này thì sẽ góp phần tháo gỡ những cái khó khăn của người công nhân lao động trên địa bàn thành phố Thuận An để giúp họ an tâm sản xuất, giúp cho khôi phục kinh tế trên địa bàn thành phố Thuận An. Mặc dù có nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên để đạt được những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra, đòi hỏi thành phố Thuận An cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.